Trên Firebox VA2 có một chức năng đó là Auto Harmonics, gồm có 3 chế độ. Thứ nhất là khi bạn tắt đèn thì nó sẽ bè theo tone mà bạn chỉnh trên cái phơ này. Thì ví dụ nó sẽ đi theo cái hòa âm của nhạc lý, thì ví dụ như khi bạn chỉnh đô trưởng thì nó là la thứ, rê trưởng sẽ là si thứ và son trưởng sẽ là mi thứ. Và chế độ thứ hai, khi bạn mở đèn đỏ lên thì bạn gắn chắc guitar của mình vào cái line in của guitar, thì tiếng bè của bạn sẽ đi theo cái tone mà guitar đánh. Chế độ thứ ba, khi bạn mở đèn xanh lá cây lên thì nó sẽ kết hợp với hai phương pháp, đó là hòa cái hòa âm của nhạc lý và cái tone của guitar. Nếu như bạn hát phô thì nó sẽ đi theo guitar, còn nếu guitar đánh lạc tone thì nó sẽ đi theo cái key ban đầu mà bạn chỉnh trên máy. Classical Love of Guitar.